Alo, khi nào khai mạc VCS? VCS thì thường hầu hết tất cả mọi năm đều khai mạc ở tháng 6. Còn ngày nào có tháng 6 thì nó tùy mỗi mùa. Tức là nếu mà mùa nào mà cần phải đánh sớm để lo các giải quốc tế thì mình nghĩ là sẽ khai mạc tầm giữa tháng 6. Mùa nào không có áp lực gì đó về mặt thời gian thì có thể là cuối tháng 6 tùy. Năm nay thì mình chưa biết. Không, cũng nói chung là cũng cũng lâu lắm rồi mới được coi một cái loạt BNT mà nó kinh dị đến như vậy. Mà thật sự nha, thật ra thì cái loạt BNT nó lẽ nên kết thúc trước đó một hai trái rồi, tại vì có một hai trái thủ môn của Villarreal cũng bắt được rồi, nhưng mà bị xui banh nó vẫn đi vô lưới. Có một mình nhớ là trước đó là có hai trái mà thủ môn của Villarreal là đã đụng tay vô banh nhưng mà banh vẫn vô lưới được, thì tính ra là Villarreal là đen á, không vô địch sớm hơn vài phút. Còn về cơ bản thì hai đội đá như vậy xong rồi tới loạt penalty đá 11 trái mỗi đội. Rồi Villarreal đá xong thành công hết 11 trái mà đá trái nào cũng căng. Trái nào cũng căng. Thì mình nghĩ rằng cay thì cay nhẹ nhẹ thôi chứ thực ra là Villarreal vô địch xứng đáng mà. Mình nói với các bạn từ đầu mùa rồi là mùa này là MU có bất kỳ một cái cúp nào là cái đầu mình nó cũng đỏ đỏ, thấy không? Thấy đúng không? Bây giờ bạn nào mà hồi đó coi stream mình hồi đầu đầu mùa này nói coi mình có nói dối các bạn một lời nào không, là cái đội hình này của MU thì nó vẫn đang trong giai đoạn xây dựng lại thôi, vô địch cái gì. Nói chung là cái việc mà thua loạt luân lưu này mình nghĩ là tới lượt ai là thua thôi, chứ không phải nếu mà De Gea đá vô trái đó thì vòng lại là cũng là một thằng khác nữa. Cái chuyện này tại vì thì vô trúng De Gea coi như nó bị xui, nó bị chửi thôi, chứ mà mình thiệt mình không hiểu các bạn nào lại trách thủ môn do người ta không không đá thành công penalty. Nhiệm vụ thủ môn là gì? Nhiệm vụ thủ môn là chụp banh không được thì chửi nó, chứ trách nó cái gì mà đá penalty không thành công. Mà các bạn nhìn mấy cái trái mà bây giờ chuyển qua chuyện chụp nha, các bạn nhìn mấy cái trái mà tụi Villarreal nó đá, mình cảm giác không có trái nào bắt được á. Nó đá cái gì mà nó căng mà nó đi lên toàn góc góc hiểm góc chết không à. Mà về cơ bản là De Gea không biết chụp penalty nha. Mình không biết là anh em coi MU, mình nghĩ là anh em fan MU biết điều này. De Gea không phải là thủ môn chụp penalty. Để coi thủ môn chụp penalty nó, mình nghĩ là chắc nó phải về về tâm lý nhiều hơn. Cho nên là còn De Gea nó thuộc là thủ môn, mình nghĩ chắc là nó thuộc dạng phản xạ hả, tay chân dài, chứ De Gea chưa bao giờ là bây giờ nếu như các bạn kêu bây giờ mình là mình đứng trước lằn ranh sự sống và cái chết, bây giờ mình đối mặt một trái penalty, nếu mà để thằng kia nó đá vô thì mình chết, mà đá không vô thì mình sống, mà kêu mình chọn ai thì mình chắc chắn không chọn De Gea, chọn De Gea chắc chắn mình chết rồi. Thôi cho nên là cay bình thường chứ không có gì cay lắm. Nên kết quả này mùa này của MU thì mình thấy là ok, không có nỗi nào. Nó gọi là thành công thì nó cũng nghe nó cũng hơi kỳ nhưng mà chấp nhận được. À Cerberus. Cerberus nó có một cái điểm như thế này, các bạn phải chú ý nha. Mình đây là mình nói hơi 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 có một tí là hơi có góc nhìn của một người từng làm ở trong ban tổ chức của giải. Thì các bạn phải chú ý là thông tin hiện tại từ bên phía Cerberus đó là Boss nó được cấp giấy phép lao động, chứ đó không phải là cái thông tin xác nhận là Boss sẽ thi đấu cho Cerberus tại VCS mùa hè. Tức là việc đó nó còn phụ thuộc vào chuyện là giải đấu, làm việc với bên cấp giấy phép rồi làm việc với đội như thế nào. Tức là ở thời điểm hiện tại thông tin đó chỉ có ý nghĩa rằng Boss nó đã có giấy phép lao động, còn chuyện nó có thi đấu ở tại VCS mùa hè 2021 không thì nó là một chuyện khác. Còn vấn đề địa thì chắc là mình xin phép là mình sẽ không có câu trả lời nào hết, tại vì thật sự là mình không ở vào vị trí có thể đưa ra bất kỳ thông tin gì về việc của địa với lại FBC với lại giải đấu cả. Hơi khó. Tình hình này thì cái này nói nó hơi xa mà cũng hơi buồn, nhưng mình nghĩ là cái chuyện mà đi chung kết thế giới năm nay của VCS thì mình nói trước để cho các bạn đừng đừng tới thời điểm đó cũng mình nghĩ bây giờ chắc không ai ngạc nhiên đâu. Nếu như tới VCS tới chung kết thế giới mà VCS không được đi năm nay nữa thì mình nghĩ mọi người cũng đừng ngạc nhiên. Tại vì dịch này mình cảm thấy nó vẫn căng cho tới khi nào mà Việt Nam mình nghĩ là vaccine á, tức là cái tỷ lệ chích vaccine nó cao thật sự thì may ra mới có chuyện là đội eSports đi đấu nước ngoài nó dễ, còn nếu không thì chuyện chung kết thế giới khó lắm.
Đó thì cái chuyện chung kết thế giới mình nghĩ là rất là khó, tại vì dịch nó với tình hình nó cứ thi thoảng nó lại bùng lên như thế này, thì việc mà có những cái di chuyển như vậy từ một đại diện hai đại diện VSET gì đó đi ra nước ngoài xong về nó sẽ hơi khó. Theo dự đoán cá nhân của mình thì chắc là năm nay không đi được chung kết thế giới. Và mình cũng nói lại một lần nữa là các bạn đừng có so sánh eSports với lại một số môn thể thao khác như là bóng đá, sao so với bóng đá được. Game có phi cơ riêng rồi anh. Để mình nói lại một lần nữa nha. Mình nói lại một lần nữa về cái chuyện là đi ra nước ngoài ở thời điểm này. Chuyện đi nó là một chuyện tương đối đơn giản, chuyện đi là một chuyện tương đối đơn giản. Vấn đề ở đây là chuyện về. Tại vì ở thời điểm hiện tại tất cả các chuyến bay về từ nước ngoài mà về Việt Nam phải được sự cho phép của nhà nước và phải tuân thủ rất là nhiều những quy định cực kỳ nghiêm ngặt về chống dịch. Mà không phải cứ cứ có bây giờ các bạn có mua luôn một chiếc máy bay của riêng các bạn đi về mà nhà nước không cho thì mình cũng đố các bạn đi về được. Nói như vậy cho nó nhanh. Thì hên xui đi, nhưng mà mình nghĩ là tỷ lệ được đi chung kết thế giới năm nay hơi khó. Thôi bây giờ đúng rồi, tình hình bây giờ là mọi người hãy quan tâm rằng mọi người phòng dịch cho bản thân như thế nào, tự bảo vệ bản thân như thế nào trong tình hình dịch căng thẳng như thế này. Còn chuyện chung kết thế giới là chuyện của 6 tháng nữa, mọi người cứ bình tĩnh. Nhưng mà mình có một ý tưởng như thế này, mình không phải là ý tưởng đó, mình cũng chỉ mình đây là kiểu cái mong muốn cá nhân của mình thôi. Nếu như trong trường hợp mà tệ mà VZ không không thể nào có mặt ở tại Trung Quốc để thi đấu chung kết thế giới 2021 được, thì mình hy vọng Riot bằng một cách nào đó cho đánh online, thà là cho đánh. Đối với mình, cá nhân của mình là như vậy, tại vì mình hiểu lý do tại sao mà Riot không muốn cho đánh online. Nó mình rất hiểu luôn. Nếu Riot không đồng ý đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Để mình giải thích cho các bạn là mình rất là hy vọng rằng nếu như đây là mình bây giờ đây tất cả mọi chuyện đều là giả định nha. Trong trường hợp mà VSET không thể có mặt ở tại chung kết thế giới năm 2021 ở Trung Quốc thì mình rất là hy vọng rằng bên phía Riot cho đánh online. Đầu tiên mình sẽ trả lời luôn từ phía của Riot là như thế này: việc đánh online nó sẽ không đảm bảo được sự công bằng khi thi đấu ở điểm nào. Một trong những cái điều quan trọng nhất khi thi đấu thể thao là tính tính công bằng ở đây là gì? Là hai bên phải thi đấu trong một điều kiện như nhau thì nó mới gọi là đảm bảo tính công bằng. Đó là do tại sao mà thi đấu thể thao thì cần có một cái, ngay cả là eSports thì cần phải thi đấu một địa điểm chung là như vậy để đảm bảo được tính công bằng. Ngay cả khi là đội VSET đánh ở Việt Nam thi đấu mấy chủ Trung Quốc thi đấu Trung Quốc thì đội VSET là đội chịu thiệt thòi, nhưng nó cũng không phải là bạn cứ đòi chịu thiệt là bạn được phép thi đấu online như vậy. Thì việc mà cho phép một đội thi đấu online trong khi các đội khác thi đấu offline thì nó vẫn không đảm bảo được tính công bằng cho các trận đấu. Và dưới góc độ của một người tổ chức giải đấu thì nếu như mình là Riot mình cũng sẽ rất khó để có thể chấp nhận cái yêu cầu cho đội VSET đánh online, tại vì nó sẽ sinh ra rất là nhiều rắc rối. Nói chung là nó như vậy. Nhưng mà trong cái trường hợp mà đã lỡ mất ba cái giải quốc tế rồi, nếu như mà lại lỡ mất cái chung kết thế giới 2021 hồi nữa là ba giải quốc tế rồi, thì mình rất là hy vọng rằng bằng một cách nào đó nếu như đội VSET không đi được thì Riot cho đánh online. Tính ra thì từ Việt Nam đánh vào Trung Quốc chắc binh nó chừng bao nhiêu, không biết bạn nào chơi server Trung Quốc binh là bao nhiêu ta, 90 không, 100 không, mấy binh nó chơi được, chơi cho vui. Thì đó, nói chung là mình hiểu là cái việc một đội đánh online, một đội các đội khác đánh offline thì nó rất là khó và tỷ lệ được chấp nhận rất là thấp. Nhưng mà thôi cứ nói ra cho nó đỡ buồn, tại sao đa số các giải lớn đều tổ chức tại Trung Quốc. Thật ra thì bên phía Riot họ họ xoay vòng các giải quốc tế, mà mỗi cái giải quốc tế sẽ thi đấu ở một khu vực khác nhau. Nhưng mà tại vì thứ nhất là ưu tiên Trung Quốc một tí, tại vì dù gì thì người ta cũng là cái quốc gia to đùng rồi, số lượng người chơi cũng lớn nhất thế giới, rồi còn là nơi đặt trụ sở của Tencent. Rồi tiếp theo nữa là cái số lượng tất nhiên tất và cơ sở vật chất để tổ chức một cái giải thể thao lớn đó, thì bây giờ Trung Quốc, nếu mà Trung Quốc nhận số 2 thì mình không tìm là quốc gia nào dám kêu là số 1. Thì đó. À thì nhân tiện có bạn comment mình mới thấy 1.500 người xem mà có 400 like. Anh em ơi giúp mình lên 800 like nha. Rồi. Tại sao tổ chức ở Trung Quốc? Thứ nhất là xoay vòng. Thì tới lượt Trung Quốc. Thứ hai là điều kiện cơ sở vật chất của Trung Quốc nó vẫn tốt. Nhất mình nghe tốt nhất rồi.
Cái ý trở lại cái ý này là xoay vòng sau tại sao 2 năm vẫn ở Trung Quốc, tại vì xoay vòng ở năm 2020 á. Đó là năm mà lẽ ra Trung Quốc muốn làm rất là lớn. Là bên Riot với lại bên phía Trung Quốc muốn làm rất là lớn. Nhưng mà xui một cái là bị dính dịch, cho nên là tất cả mọi cái kế hoạch, mọi cái chuẩn bị cho cái chung kết thế giới 2020 nó tan thành mây khói. Và điều đó khiến cho Riot và bên phía Trung Quốc cũng cảm thấy rất là ấm ức. Tại sao mình chuẩn bị nhiều như thế, tất cả mọi thứ, tất cả ý tưởng nhiều như thế mà không được làm? Quế quá, thôi ráng một năm nữa làm ở Trung Quốc. Để mà cái kế hoạch đó, mình nghĩ là những cái kế hoạch đã chuẩn bị cho 2020 á, mà không thực hiện được á, thì sẽ làm ở 2021 này. Sẽ làm ở 2021 này. Thì đó là những lý do nha, là những lý do mà mình nghĩ tại sao mà Trung Quốc được tổ chức chung kết thế giới 2 năm liên tục. Rồi, vậy thôi. Chứ còn cái phần mà các bạn kêu là do Trung Quốc là có Tencent này nọ, nó cũng không phải là lý do lớn nhất đâu. Đội hình tin đồn của FPTC mùa sau hạng máy. Tin đồn của FPTC hiện tại là có ai? Bây giờ đội hình của FPTC theo những gì mình đang biết nha, là không có Địa, không có Zeros, không có Yijin. Đúng không? Thì bây giờ đang còn Celeb thì không biết là ở lại, chắc là ở lại ha. Đó. Rồi Slay thì hình như theo thông tin hiện tại hình như cũng đang ở lại hả, hay là chia tay đâu mà các bạn cho thử mình cái đội hình của SBC đây, là mình thử mình coi nhẹ cái nó nằm ở đoạn nào. TH, Kitty, Vincenzo, Celeb, CBL. Đội hình này hơi khó lường, đội hình này hơi khó lường, cho nên là để mình cho mình chút xíu thời gian để mình định giá với lại định lượng cái đội hình này. TH, Kitty, Vincenzo, Celeb, CBL. Đội hình này đánh playoff á. Mà đội hình này đánh playoff 4 đội à? Đội hình này nghe mùi trụ hạng quá. Đội hình này các bạn nghĩ từ từ nha. TH thực ra nó vẫn còn, mình nghĩ nó cũng là một thằng trẻ, nhưng mà với những gì mà nó đang thể hiện thì mình nghĩ nó cũng chỉ ở tầm cũng cũng nhóm dưới của thực ra đường trên của VCS hiện tại đang không phải là ở một giai đoạn có quá nhiều người mạnh, nhưng vấn đề là cái nhóm trên nó đang tách tốp khá là rõ. Nhóm trên kia ra Hazmat đồ, nó đang có dấu hiệu tách tốp rồi. Trong trường hợp mà Boss thi đấu tại VCS mùa hè nữa cũng là một cái tên mà chúng ta phải đặt một cái sự quan tâm nhất định. Đó, cho nên là TH thì mình nghĩ là một cái vị trí mà mình nghĩ sẽ không phải là vị trí tiên phong của bên phía SBC, nếu như bây giờ đặt trường hợp là đội hình này đúng nha. Rồi hai cái tên là Vincenzo với lại Kitty là hai thằng tân binh đúng không? Hai tân binh đúng không? Mình thì mình cũng không theo dõi kỹ lắm cái giải B với lại phân hạng vừa rồi. Nhưng mà nhìn chung là mình cảm giác là cũng nghe nghe nói đi là hai cái tên này cũng không được đánh giá cao lắm với những gì đã thể hiện. Còn Celeb với CBL thì vẫn phải công nhận rằng Celeb nó chì thiệt, nó rướng thiệt, nhưng mà đội hình này là hạng 7 hết cỡ. Nhưng mà cũng để coi, tại vì thực sự nha, mình không biết là Kitty với Vincenzo là nó ở đang đang có cái khả năng như thế nào. Nhưng mà nói chung là mới mùa đầu tiên thì mình nghĩ là những cái cú mà tân binh xong rồi kinh dị như là SGW mùa vừa rồi nó cũng không phải xảy ra hoài đâu. Tạm thời nha, tạm thời với những gì mà mình thấy của SBC thì mình mạnh dạn cho một vé đánh thăng hạng mùa xuân 2022.